Sông máu bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc. Trung tâm thương mại Trung Quốc giăng lưới để ngăn người dân làm điều gì? Người Trung Quốc đang tuyệt vọng vì áp lực cuộc sống quá lớn. Ai là thủ phạm gây ra những thảm kịch ở Trung Quốc đại lục? Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay của DBC. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, Trung Quốc gần đây thường xuyên xuất hiện những dị tượng. Vào ngày 30 tháng 5, sự việc nước sông ở Tứ Xuyên đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu đã gây xôn xao trên mạng xã hội nước này. Ngoài ra, nhiều sự kiện gây chấn động Trung Quốc cũng đã liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, phản hồi của chính quyền về những sự việc trên đã gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Vậy những sự kiện đó là gì? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi vào nội dung chi tiết. Nước sông ở Tứ Xuyên bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu. Thưa quý vị, vào hôm 30 tháng 5, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải đoạn video cho thấy dòng sông Mân Giang chảy qua thị trấn Xuyên Chủ Tự, huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu và nổi bọt trắng xóa. Cảnh tượng đáng sợ dường như chỉ xuất hiện trong các bộ phim tận thế, khiến nhiều người lo ngại và đặt câu hỏi, phải chăng dòng sông đang bị ô nhiễm nặng? Theo kênh NTD TV, sau khi sự việc thu hút sự chú ý của dư luận, vào ngày 31 tháng 5, Cục Môi trường Sinh thái và Cục Thủy lợi huyện Tùng Phan đã đưa ra thông báo cho biết, sau khi kiểm tra, hàm lượng kim loại nặng trong mẫu nước của đoạn sông Mân Giang không vượt quá tiêu chuẩn cho phép và kết quả xét nghiệm độc tính cấp tính đối với chất lượng nước là không độc hại. Về nguyên nhân gây ra sự bất thường của nước sông, báo cáo nêu rõ sẽ triệu tập các chuyên gia để tiếp tục điều tra và truy tìm nguồn gốc. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ nghi vấn và đặt câu hỏi về kết quả được cơ quan chức năng báo cáo. Một số người bình luận, kiểm tra lâu như vậy cũng không cho ra kết quả. Không độc hại có nghĩa là nước vẫn bình thường sao? Nếu bị chặn bằng nhân dân tệ thì chắc chắn sẽ không tra được nguồn gốc. Nào có đơn giản như vậy, nếu tìm ra nguyên nhân đằng sau rồi, rước họa vào thân thì làm sao bây giờ? Có thể trực tiếp dùng máy bay không người lái đi kiểm tra ngược dòng, chỉ khoảng nửa ngày là có thể tìm ra nguồn gốc. Việc các quan chức không thông báo chứng tỏ họ biết nguyên nhân, nhưng vì lý do nào đó nên không thể công bố. Cũng có người cho rằng dị tượng này là điềm báo chẳng lành, bởi trong thời gian vừa qua đã có nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy đến ở Trung Quốc. Người xưa Trung Quốc có câu, quốc quân vô đạo, chính khí bất tỏ, trời có dị tượng. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa giảng thiên nhân hợp nhất, nghĩa là những thay đổi to lớn trong xã hội loài người thường sẽ đối ứng với thiên tượng biến hóa nhằm để cảnh báo con người. Đối với dị tượng nước sông đỏ, nhà dịch học thời Hán là Kinh Phòng đã viết trong cuốn sách Tai họa và dị tượng rằng sông có màu đỏ, có oán hận trong tù, tru sát xử lý không đúng sẽ làm cho sông có màu đỏ. Trong dịch hậu cũng có viết nước tự đỏ, màu sáng như máu, quốc hữu đổ máu. Trong dịch truyện cũng viết vua chìm trong tửu sắc, hiền nhân ẩn giật, quốc gia lâm nguy dị tượng nước đỏ. Ý nghĩa của những câu trên chính là khi một quốc gia xuất hiện dị tượng nước sông đỏ, như vậy trong nhân gian nhất định có án oan, xét xử không đúng, đất nước sẽ xảy ra đổ máu. Quan chức hủ bại trụy lạc, người hiền lui về phía sau, cả quốc gia sẽ phải đối mặt với thảm họa sụp đổ. Ứng với lời giải thích trên, hiện nay nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng suy thoái, khiến người dân đứng trước cảnh khốn cùng. Toàn xã hội tràn ngập nỗi buồn và tuyệt vọng, dẫn đến làn sóng tự sát lan tràn khắp Trung Quốc. Do liên tiếp xảy ra các vụ nhảy từ các tòa nhà và nhảy cầu ở Trung Quốc, nên nhiều cây cầu và trung tâm thương mại đã phải giăng lưới bảo vệ để ngăn cản hiện tượng trên. Trung tâm thương mại Trung Quốc giăng lưới ngăn người dân nhảy lầu. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 5, một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy Trung tâm thương mại Wanbomel ở Bảo Định, Hà Bắc đã giăng lưới bảo vệ để ngăn cản làn sóng nhảy xuống từ các tòa nhà. Đồng thời, trung tâm cũng tuyển dụng các nhân viên bảo vệ để ngăn chặn việc này. Trong thời gian gần đây, thường xuyên xảy ra việc người dân nhảy khỏi các tòa nhà và nhảy cầu ở nhiều thành phố tại Trung Quốc. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng chỉ riêng trong tháng 5 đã có hơn 20 người đã tự tử bằng cách nhảy khỏi cầu ở tỉnh Thái Nguyên. Vào ngày 30 tháng 5, bà Tôn, một cư dân ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, nói với báo The Epoch Times rằng trong 10 ngày đầu tháng 5, có hơn chục người đã nhảy cầu ở Thái Nguyên.
6 người trong số họ là chủ doanh nghiệp. Nghe nói rằng công ty của họ đều đóng cửa vì công việc kinh doanh trở nên tồi tệ. Tôi không biết họ kinh doanh loại hình cụ thể nào, nhưng họ chắc chắn đã cảm thấy tuyệt vọng về toàn bộ môi trường kinh tế và cảm thấy không còn hy vọng gì nữa nên mới đi đến quyết định như vậy. Anh Vương, một tài xế xe cứu thương ở Thành Đô, Tứ Xuyên cho biết, nhiều người đang phải chịu áp lực rất lớn trong công việc và cuộc sống. Gần đây, một số tài xế taxi tại sân bay Tan Phu đã liên tiếp ra đi. Ngoài ra còn có nhiều vụ tự tử trong trường học, một số em học sinh đã nhảy khỏi các tòa nhà trong trường. Ngày nay, có rất nhiều trẻ em bị trầm cảm. Ông Giang, một người dân ở Trùng Khánh cũng tiết lộ có nhiều người đã nhảy xuống từ cầu trên sông Dương Tử. Hiện tại trên cầu, cứ 50 mét lại có một người đứng gác để ngăn không cho ai nhảy xuống nữa. Các biện pháp như răng lưới hay cử người canh gác vẫn không thể ngăn cản làn sóng tự sát ở Trung Quốc. Nhưng có một số trường hợp hy hữu đã xảy ra. Trong đoạn video được cư dân mạng đăng tải gần đây cho thấy, một người đàn ông đứng trên mép ngoài lan can cầu đã cúi chào những người đến ngăn cản ông và chuẩn bị nhảy xuống. Bỗng cô con gái nhỏ của ông xuất hiện trong màn mưa với một chiếc dù nhỏ và cất tiếng gọi ông. Trước cảnh tượng này, người đàn ông có lẽ đã bị đả động bởi tình phụ tử, nên cuối cùng ông đã từ bỏ ý định nhảy xuống và quay vào ôm chặt cô con gái nhỏ của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội để quay đầu như vậy. Áp lực cuộc sống cùng kinh tế khó khăn và bế tắc đã khiến nhiều người lựa chọn con đường không lối về. Người Trung Quốc tuyệt vọng vì áp lực cuộc sống quá lớn. Thưa quý vị, ông Dư, một cư dân ở Quảng Đông nói với báo The Epoch Times rằng nhiều người ở đây cũng nhảy từ các tòa nhà và cầu xuống. Một số còn lái xe điên để trả thù xã hội và đánh người trên đường. Ông nói, bề ngoài đó chỉ là yếu tố kinh tế, nhưng thực chất đó là yếu tố chính trị. Ông Dư tiết lộ, theo báo cáo chính thức của nhà nước thì tình hình kinh tế đang tốt lên, nhưng sự thực không phải như vậy. Nhiều người nhảy cầu vì họ không còn đường sống, tình hình kinh tế cả nước vô cùng tồi tệ, bao gồm Quảng Đông. Tuy nhiên, các quan chức vẫn đang sống rất tốt và họ không quan tâm người dân sống chết ra sao. Ông Lý, một cư dân Giang Tô cũng tiết lộ rằng vì kinh tế suy thoái nên nhiều người đã mất việc làm, không có thu nhập và không thể sống được nữa. Nhiều người đã lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời. Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố vào ngày 20 tháng 5, doanh thu tài chính của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi quý 1 từ tháng 1 đến tháng 3 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang tiếp tục suy giảm. Làn sóng đóng cửa công ty, sa thải, cắt giảm lương và nợ lương cũng lần lượt xảy ra. Vương Thiến, một giáo viên của một trường đại học ở Hà Nam, cho biết một đồng nghiệp của cô đã nhảy lầu. Gia đình của người này đã gặp khó khăn về tài chính trong một thời gian dài. Hiện tại, các giáo viên đang rất khốn khổ, tiền lương bị trả chậm và thường phải đợi đến cuối tháng mới có lương. Cô Vương cũng cho biết thêm rằng áp lực công việc còn gánh được, nhưng quản chế tinh thần thì không thể chịu đựng nổi. Hiện tại, không phải lời nào cũng có thể nói, gặp mặt nhau cũng chỉ có thể nói rằng hôm nay trời thật đẹp. Ai là thủ phạm gây ra những thảm kịch ở Trung Quốc đại lục? Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây sự cố nhảy sông thường xuyên xảy ra ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ở cầu Nhân dân tỉnh Quảng Châu, ở cầu sông Vĩnh Giang, tỉnh Quảng Tây và cầu sông Dương Tử ở Trùng Khánh. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương cho biết trên phương tiện truyền thông rằng hành động nhảy cầu của người dân là vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc đã rất phẫn nộ trước phản ứng trên của nhà chức trách. Nhiều người để lại bình luận rằng, việc này cũng chia thành hành vi cá nhân và hành vi tập thể sao? Là ai đã dẫn đến hành vi của cá nhân? Nếu không vì hoàn cảnh xã hội dơ bẩn, bức bách thì sẽ không có hành vi cá nhân như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với Vision Times, ông Ngô Văn Hân, Giám đốc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế và là một chuyên gia về Trung Quốc tại Đức cho biết, việc người dân thường xuyên nhảy cầu chắc hẳn là một vấn đề xã hội. Nếu một hoặc hai người tự tử thì đó là vấn đề cá nhân, nhưng nếu nhiều người tự tử thì không phải vậy. Vào năm ngoái, nhiều thanh niên ở Trung Quốc đã đến các điểm tham quan nổi tiếng trên Internet để tự tử. Đây hoàn toàn là một vấn đề xã hội, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thừa nhận sự thật. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không thừa nhận rằng đó là một vấn đề xã hội?
Ông Ngô Văn Hân giải thích rằng nếu công nhận đó là một vấn đề xã hội mà xã hội này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo thì đó chính là vấn đề của nó, nên tất nhiên nó sẽ không thừa nhận. Ông tiếp tục phân tích rằng đạo đức xã hội là có liên quan đến chính sách. Khi chính quyền làm băng hoại đạo đức thì trộm cướp, giết chóc và các vấn nạn xã hội khác sẽ kéo đến. Thật vô lý khi Đảng Cộng sản Trung Quốc coi tất cả những vấn đề xã hội này là vấn đề cá nhân. Nhiều bi kịch và bê bối đã xảy ra ở Trung Quốc trong quá khứ. Khi vụ sữa bột nhiễm độc melamin xảy ra vào năm 2008, chính quyền Trung Quốc đã đẩy trách nhiệm cho các doanh nghiệp. Ông Ngô nhấn mạnh, trên thực tế, thủ phạm thực sự chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã làm băng hoại truyền thống Trung Quốc. Các tôn giáo trong quá khứ đều dẫn người hướng thiện, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn người dân làm con rối và phục vụ cho nó, nên nó phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc một cách có hệ thống, khiến người dân không còn điểm tựa tinh thần và dễ dẫn đến thảm kịch. Ông Ngô cho biết, có rất nhiều người đã bị đối xử bất công ở Trung Quốc, nhưng khi khiếu nại thì họ lại bị chính phủ đàn áp và họ cảm thấy rất tuyệt vọng khi tiếng nói của họ không được lắng nghe. Bên cạnh đó, sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc gần đây đã khiến nhiều người thất nghiệp và không có thu nhập. Trong cơn tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, nhiều người đã nghĩ quẫn mà kết thúc cuộc sống của mình. Ông Ngô Văn Hân nhấn mạnh một lần nữa rằng đây chắc chắn là một hiện tượng xã hội bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn quyền lực trong tay mà không hề quan tâm đến sinh kế của người dân. Ông Ngô nói có nhiều cách để tự tử, và những người lựa chọn cách nhảy cầu có thể đang muốn đánh thức những người khác khi chọn cách này. Với hy vọng thu hút sự chú ý, có lẽ họ muốn thức tỉnh mọi người một lần cuối rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là thủ phạm gây ra nhiều thảm kịch ở đại lục. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.